Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Aloxa. Hiện tại tôi đang có mặt cửa hàng hệ thống Headway Bình Minh, chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Bến Cù, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hôm nay thì Đức sẽ giới thiệu với các bạn về mẫu xe Vio 125. Thì bây giờ đại lý đã có hàng rồi nha mọi người. Thì đợt này về thì cũng được mấy chiếc á, còn 160 hiện tại là bây giờ gần như là cắt đứt hàng luôn mọi người, không còn xe luôn nha anh em. Chính vì thế thì cái lượng hàng mà của xe 160 á, thì nó không có, nên là cái mức giá hiện tại thì nó tăng đột biến nha mọi người. Còn đối với mẫu xe 125 này á, thì nó vẫn giữ cái mức giá cũng tương đối là khá là cao đó mọi người. Nó thì mình sẽ cập nhật cho anh em nha. Đối với cái phiên bản đặc biệt màu đen nhám này thì mức giá bán hiện tại là 44.100.000 nha anh em. Còn đối với cái phiên bản thể thao cái màu xanh nhám á, thì cũng đồng giá luôn là 44.100.000. Tất cả mà giá mình pháo cho các bạn á, đã bao gồm VT rồi, chưa bao gồm những khoản chi phí lăn bánh nha. Còn đối với mẫu xe mà Vio 160 á, thì đối với cái phiên bản mà thấp nhất cái hiện tại á, thì nó là 43 triệu. Còn nếu mà những bạn nào mà mua phiên bản mà màu xám xám thể thao, xám đen bạc á, là 50.500.000 nha. Nhưng mà mức giá này thì chắc chắn thì ở những lý nó không có hàng thôi. Còn nếu mà những chỗ mà để có hàng á, thì mức giá thì nó đã lên tới tầm khoảng gần 60 triệu rồi mọi người, hoặc là có một số nơi họ bán hơn 60 triệu luôn đó. Bây giờ là một Vio 160 là nó thuộc dạng hàng hiếm rồi. Có rất là nhiều anh em đang đi tìm kiếm cái mẫu xe Vio 160 rất là nhiều, tại vì sau một hơn một năm mà Honda đã đem về cho thị trường Việt Nam mình, thì thời gian đầu thì không có tiếp cận được nhiều khách hàng, nhưng mà thời gian sau nhiều anh em mua xong về rồi cảm nhận đánh giá ok, và sau này thời gian gần đây thì có rất là nhiều anh em và đã mua Vio 160 để mà trải nghiệm đó. Rồi thì đối với cái mẫu xe này á, anh em nào muốn mua trả góp á, thì vẫn hỗ trợ trả góp cho anh em luôn nha. Thì với mức giá là 44.100.000 thì mình thấy cái mức giá này là vẫn giữ tương đối là ở mức tầm trung luôn mọi người. Có một số nơi thì họ bán 45 luôn mọi người, 45-46 luôn đó. Thì đợt này về thì cũng được vài chiếc á, thì anh em nào quan tâm thì anh em hãy đến ngay hết Hồ Bình Minh chi số 4 nha, ngay tại ngã tư Bến Cù, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Anh em nào mua trả góp thì đối với con này anh em chỉ cần trả trước cho mình là thấp nhất là 20% giá trị xe, thì đâu đó khoảng 8 triệu thôi, hai mức giá thấp nhất nha. Mức trả trước thấp nhất khoảng 8 triệu là anh em sẽ mua xe trả góp được. Còn anh em nào muốn mua xe mà nhận luôn cả gốc á, thì anh em trả trước cho mình là tối thiểu là khoảng 40% giá trị xe, thì đâu đó cũng khoảng 12 đến 15 triệu là anh em sẽ đặt một xe trả góp và nhận luôn cả gốc nha mọi người. Rồi, chiếc này là màu đen nhám. Xe của mình ở nhà thì cũng là chiếc này, màu đen nhám luôn, nhìn rất là ok. Những anh nam nào mà thích màu đen nhám thì lựa chọn mẫu này, hoặc là những bạn nữ nào mà kiểu cá tính mạnh mẽ hơn tí á, đó, thì anh em chọn cái mẫu đen nhám này thì nó sẽ nhìn sẽ chắc xe hơn, lên đồ nó cũng dễ dàng hơn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cho anh em xem cái mẫu Vio 125 phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao cho anh em tham khảo nhé. Đối với cái phiên bản đặc biệt nha mọi người, thì được thiết kế với cái màu đen nhám, cũng như là phối với đường tem màu vàng. Tem này thì anh em không thích thì anh em lột ra cũng được. Còn cái tem phía sau á nha mọi người, tem phía sau là cái tem nổi 3D nha. Đó, cũng có đường tem đường chỉ này luôn. Nếu như anh em nào mà đang đi cái bản này mà anh em tháo bỏ những cái đường chỉ này ra là trở thành phiên bản 2024 của Windows đó mọi người. Phiên bản 2024 của Windows thì nó không có cái tem chỉ này. Đó. Anh em không thích thì anh em lột ra cũng được nha. Rồi, bản Việt Nam thì cái đề mi các mọi người, đề mi thì sẽ ngắn hơn so với Windows nha. Và hệ thống đèn cốt pha nó sẽ sáng hơn nha, sáng hơn so với Windows. Rồi. Còn đối với chiếc này thì về cái nhiều anh em hỏi mình là có được trang bị cảm biến oxy hay không, thì đối với mẫu 125 thì không được trang bị cảm biến oxy nha mọi người. Tại vì Honda đem về đây thì Honda cũng không có tinh chỉnh gì lại về phần động cơ hết mọi người, nên là sẽ không có cái hệ thống cảm biến oxy nha, giống như Vio 160. Vio 160 là do Việt Nam mình sản xuất tại Việt Nam luôn, nên là họ đã làm lại cái phần cảm biến oxy. Chứ mà anh em mua Vio 160 ở phiên bản Indo á thì sẽ không có cảm biến oxy nha mọi người. Rồi, đây là cái phiên bản thể thao này anh em, phiên bản thể thao nha. Thì nó chỉ khác nhau cái màu sơn. Màu sơn này là màu xanh xanh dương. Đó, xanh dương nhám, nhìn nó kiểu sáng hơn. Đó. Sáng hơn. Mâm thì mâm màu dạng màu sô cô la mọi người. Đây. Mâm màu dạng mâm sô cô la ha. Đó. Rồi. Con thể thao này thì tem là tem chìm nha anh em, tem chìm Vio to như thế này. Nói chung anh em nào thích màu sáng thì anh em lựa chọn cái mẫu này cũng được nha, màu sáng.
Còn em nào thích cái màu nó kiểu nó cứng cáp hơn thì anh em lựa chọn cái mẫu màu đặc biệt. Ok chưa anh em? Rồi thì đó với chiếc này của mình ở nhà thì bữa giờ mình quay cũng cho anh em cũng rất là nhiều rồi, có rất nhiều thứ mà để anh em phải lên, chẳng hạn như là về cái phần dè sâu nè, dè sâu của chiếc Vion 125 rất là ngắn nha mọi người. Đó, mọi người mua về mọi người nên lên cho mình một cái bộ dè bền sẽ đẹp hơn. Đó, hoặc là thảm, thảm thì mọi người nên sử dụng thảm cao su thôi, đừng sử dụng những cái loại thảm carbon như thế này ha. Cao su thì đi nó sẽ bền hơn, về lâu về dài hơn. Đó. Rồi thứ hai là anh em nên mua về nên dán mặt đồng hồ nha, để về mặt đồng hồ của mình nó không bị chảy xước nha mọi người. À, chiếc đồng hồ này nó dễ bị xước lông mèo lắm nha. Ok chưa? Rồi gù, đó, anh em thích đi gù ở thấp 350 giống xe của mình thì anh em lên, hoặc là móc châu đồ nhé. Móc châu đồ nó rất là ngắn nha mọi người. Mọi người mắng đồ này kia, đi làm này kia thì không khéo thì sẽ gớt đồ hết trơn nha mọi người. Rồi rất là nhiều thứ để chúng ta lên, nói chung là lên những cái mà cần thiết cơ bản thôi trong chiếc xe thôi nhá. Chiếc này thì với tiêu thụ nhiên liệu là 2,16 lít trên 100 cây số nha anh em. Mâm thì nó làm cũng chắc chắn hơn so với bản 150 ngày trước đây nha anh em. Máy thì nó cũng chạy ok hơn rất là nhiều so với những đời trước, và đặc biệt là phần dàn áo. Dàn áo thì nếu mà so với các bản Indo, so với các bạn 150 trước đây chứ, thì đối với dàn áo này thì nó đã cứng cáp hơn rất là nhiều, nó không còn ọp ẹp giống như bản 150 ngày xưa nữa anh em. Mâm thì cũng chắc chắn hơn. Về động cơ 125 thì nhiều anh em đánh giá là phiên bản mới này đi nó khá là ổn nha mọi người, bốc hơn nha mọi người. Ok cho anh em. Đó, động cơ SB 2 van thôi, nhưng mà cho chúng ta một cái trải nghiệm nó vượt trội hơn so với những cái đời trước đây. 2 van thì anh em đi nước hậu khá là ổn nha mọi người. 2 van thì nó thiên về nước hậu hơn là đề 3 nhé. Đề 3 thì có thể anh em đi nó sẽ ì một tí, nhưng mà anh em chạy về nước hậu thì khá là phê nha anh em. Anh em nào kéo tầm khoảng trên 50 đổ lên thì chạy rất là sướng luôn. Còn mà anh em chạy dưới 40 thì cảm giác nó xe mình hơi ì nha anh em. Nói chung thì 2 van thì nó thiên về hậu thôi. Đó. Còn anh em muốn cho nó đề 3 ngon lành luôn thì bắt buộc là mình phải đi nồi, phải làm nồi lại. Ok nha anh em. Rồi. Thì đó là sơ lược mẫu xe Vion 25 phiên bản thể thao và phiên bản đặc biệt cho anh em tham khảo nha. Những cái móc phụ kiện trên cái mẫu xe này anh em nào quan tâm thì anh em hãy click ở phần mô tả nha, có những đường link Shopee cho anh em quan tâm và anh em tham khảo ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Cái thời điểm này mẫu xe Vion 160 và hoặc là Vion 125 thì ở cái tình trạng gọi là nó ít hàng mọi người, nên là mức giá nó cũng đột ngột, cũng thay đổi nhiều á, nên là anh em tham khảo. Khi nào mà thời điểm nào mà giá nó ok thì anh em có thể là quyết định mua. Thì cái mẫu Vion 125 này thì với mức giá này thì mình nghĩ anh em là thích thì anh em mua vẫn được, 44 triệu 100 nghìn nha. Hàng nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam nha, đọc nguyên chiếc về. Nó chỉ có vài điểm thay đổi so với Indo thôi, nó cũng không có gì khác biệt đó. Nhưng mà bên Indo hiện tại nó đã ra cái màu sắc mới rồi mọi người, phiên bản mới rồi, nhưng mà Việt Nam mình thì vẫn chưa nhập cái mẫu mới về nha anh em. Thì có thể là những cái mẫu này là những mẫu tồn kho Honda thôi. Ok ha. Rồi anh em nào quan tâm về mẫu xe Vion 125 này, anh em hãy đến ngay với hệ thống khách hàng Bình Minh, chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Nguyễn Cù, thành phố Tân An, Bình Dương. Hoặc là liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình thì sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em nhé. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về sản phẩm Ấn Độ. Cảm ơn anh em rất là nhiều.